Bạn đang nghe sách nói từ kênh Chạm tới bình yên. Tập sách Con đường đến tĩnh lặng, tuệ giác hàng ngày. Tháng 4. Tháng 4, ngày mồng 1. Chúng ta cần giúp đỡ từ những người khác, không chỉ trong những lời nguyện cầu của chúng ta, nhưng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không thể giúp đỡ những người khác, tối thiểu chúng ta có thể làm là chừa bỏ việc làm tổn hại kẻ khác. Tháng 4, ngày mồng 2. Quán sát và nhận xét rằng những người tốt khổ đau và những người xấu lại được hưởng thụ những lợi ích và được công nhận là thiển cận. Cũng thế, kết luận loại này có thể là vội vàng hấp tấp. Nếu chúng ta phân tích một cách cẩn thận, chúng ta thấy rằng những kẻ làm nên khổ nạn rắc rối là rõ ràng họ không có an lạc. Tốt hơn là có thái độ tốt và lãnh trách nhiệm cho những hành động của mình và hướng tới một đời sống tích cực. Tháng 4, ngày mồng 3, chúng tôi khám phá rằng mức độ to lớn nhất trong sự tĩnh lặng nội tại đến từ sự phát triển tình yêu thương và từ bi. Càng lo lắng đến hạnh phúc của kẻ khác, cảm giác cát tường của chính chúng ta càng lớn mạnh, phát triển một cảm giác gần gũi nồng ấm đến kẻ khác. Tự động tâm tư của chúng ta được thoải mái. Nó là căn bản gốc rễ của sự thành công trong đời sống. Tháng 4, ngày mồng 4. Dường như đối với chúng tôi, khoa học phương Tây và triết học phương Đông có thể hợp tác với nhau để tạo nên một loài người hoàn toàn thật sự và đầy đủ lông cánh của sự trưởng thành về tâm linh cân đối với vật chất. Chỉ có con đường này mà con người mới nổi bật sự vững mạnh từ những điều kiện của họ và trở nên toàn diện. Điều thật sự hấp dẫn chúng tôi là những gì vượt tầm của vấn đề và tỉnh thức. Điều gì thật sự quan trọng và những gì đã làm cho chúng ta là chúng ta. Tháng 4, ngày mồng 5. Chúng tôi hiểu ý nghĩa một người cởi mở khi hiện hữu giống như một cánh cửa mở rộng. Nó có thể mở rất dễ dàng, không khó khăn gì. Tự do cũng có ý nghĩa như thế. Như một kết quả của tự do và cởi mở, chúng ta càng tiếp nhận nhiều ý tưởng mới hơn. Nó làm chúng ta muốn phát ra nhiều năng lượng của chúng ta hơn. Cách ấy, mỗi người giúp đỡ người khác, đó thật rất hữu ích, thật rất cần thiết, đặc biệt trong những ngày này. Tháng 4, ngày mồng 6. Tâm thức thô thiển hơn, tùy thuộc cao độ trên những hạt của vật chất. Tâm thức tinh tế hơn thì độc lập hơn, nó không lệ thuộc quá nhiều vào não bộ. Trong trạng thái một vị Phật, tâm thô thiển hoàn toàn biến mất. Sự sáng chói, ánh hào quang đều sắp xảy đến. Ba tình trạng của tâm tinh tế, tất cả những điều này biến mất trong tịnh quang, ánh sáng trong suốt, tâm thức sâu thẳm nhất. Tháng 4, ngày mồng 7, Bồ Mật Giác Ngộ hoàn toàn nói rằng tất cả những gì Ngài có thể làm là giáo hóa chúng ta về giáo pháp, con đường đi đến giải thoát khổ đau. Nó tùy thuộc chúng ta đặt mình trong sự thực tập. Ngài đã rửa tay Ngài về trách nhiệm ấy, Ngài phủi tay không chịu trách nhiệm ấy. Tháng 4, ngày mồng 8. Bồ đề tâm là lương dược làm sống lại và ban cho sự sống đến mỗi chúng sinh. Những ai đã từng nghe về nó, khi chúng ta dấn thân liên hệ trong việc đáp ứng những cần thiết của kẻ khác, sự cần thiết của chính chúng ta cũng được đầy đủ như một sản phẩm phụ. Tháng 4, ngày mồng 9. Hãy lấy thân thể và tâm thức chính chúng ta như phòng thí nghiệm, theo đuổi hoàn toàn trong một nghiên cứu nào đấy trên chức năng tinh thần của chính chúng ta và thể nghiệm sự thực hiện những thay đổi tích cực nào đấy có thể được trong chính chúng ta. Tháng 4, ngày mồng 10. Những thực tập như Bồ Đề Tâm tự động mang đến sự tĩnh lặng ở thời điểm lâm chung, tâm thức vào thời điểm của sự chết, ở tại một thời khắc nghiêm trọng. Và nếu chúng ta có thể sinh khởi một động tác tích cực mạnh mẽ tại lúc ấy,
thế thì nó sẽ trở thành một năng lực vô cùng mạnh mẽ trong sự tiếp diễn, một kinh nghiệm tích cực vào trong đời sống kế tiếp. Tháng 4, ngày 11. Nếu trong một xã hội tranh đua mà chúng ta chân thành, trung thực và ngay thẳng, trong vài trường hợp người ta có thể lợi dụng chúng ta. Nếu chúng ta để người ta làm thế, họ sẽ bị liên hệ trong một hành động không xứng đáng và tích tập nghiệp xấu. Điều ấy sẽ tổn hại người ấy trong tương lai. Vì thế, với một động cơ vị tha, cho phép chúng ta được thi hành một sự phản kháng lại để phòng ngừa cho người kia phải chịu những hậu quả của hành động sai trái này. Tháng 4, ngày 12. Những phẩm chất để con người có thể thấu hiểu những lời giáo huấn là: 1. Tính khách quan, có nghĩa là một tâm tư cởi mở. 2. Thông minh, là năng lực phán xét để nhận thức phân biệt ý nghĩa chân thật những lời dạy của Đức Phật. 3. Hứng thú và cống hiến, nghĩa là hăng hái nhiệt tình. Tháng 4, ngày 13. Ý nghĩa mạnh mẽ của riêng lẻ cá biệt trong quá khứ đã đem đến sự ganh đua và chiến tranh. Nhưng bây giờ, chúng ta phụ thuộc liên hệ hơn. Vì vậy, chúng ta cần thông thương, tổ chức, đối thoại và hợp tác. Thật tốt để có một mũi tên, nỗ lực, đi tìm và đánh trúng vào mục tiêu hay kẻ thực sự làm nên những vấn đề rắc rối mà nó là ở trong chúng ta. Tháng 4, ngày 14. Bất cứ khi nào đạo Phật cắm rễ vào một vùng đất mới thì nó luôn luôn có một sự biến thể nào đấy trong phong cách nó được quán sát. Tùy theo từng địa điểm, trường hợp và hoàn cảnh, Đức Phật giảng dạy một cách khác nhau với những ai đang lắng nghe Ngài. Vì vậy, tất cả chúng ta có một trách nhiệm lớn lao để nắm lấy những căn bản của đạo Phật và đặt để vào trong sự thực hành của chính chúng ta. Tháng 4, ngày 15. Tính không, emptiness, nên được hiểu trong phạm vi của tính lệ thuộc hưng khởi, duyên khởi, và nó nên được gợi lên một ý nghĩa đầy đủ, fullness, của những vật được tạo nên bởi nhân duyên và điều kiện. Nhân duyên. Chúng ta không nên nghĩ rằng tự ngã là những gì nguyên thủy, ở đấy và rồi thì được tẩy trừ trong thiền quán. Thực tế, nó là những gì chẳng bao giờ hiện hữu trước tiên. Tháng 4, ngày 16. Một cách phổ biến, môi trường thiên nhiên dung chứa đời sống của tất cả chúng sinh. Cây cối được nhắc đến việc tường thuật những sự kiện chính về đời sống của Đức Phật. Thánh mẫu Maya tựa tay vào cây, làm sự nâng đỡ để Thái tử đản sinh. Ngài đạt đến toàn giác, ngồi dưới một gốc cây và cuối cùng nhập Niết Bàn giữa những cây đứng sững, chứng kiến từ phía trên. Tháng 4, ngày 17. Bất cứ chúng ta nói điều gì, hãy để chúng ta nói một cách rõ ràng và trực tiếp đến mục tiêu trong một giọng điệu trầm tĩnh và vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi vướng mắc hay thù hận. Nhìn một cách thân ái đến người nghe và nghĩ là đây là lời cảm ơn đến mọi người rằng tôi sẽ đạt đến. Tính. Tháng 4, ngày 18. Nếu chúng ta thật sự nhẫn nại, thế thì những gì chúng ta thông thường xem như rất khổ đau cuối cùng sẽ không xuất hiện quá tệ hại. Nhưng không có sự chịu đựng kiên nhẫn, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng trở nên không thể chịu nổi. Nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta rất nhiều. Tháng 4, ngày 19. Một trong những điều mà thiền quán dạy là khi chúng ta chậm rãi, từ từ hạ mình vào trong chính chúng ta, có nghĩa rằng cảm nhận của hòa bình đã hiện hữu trong chúng ta. Tất cả chúng ta có một khát vọng sâu xa về bình an, ngay cả nếu nó thường ẩn núp, che giấu và trái ngang. Nếu chúng ta thể nghiệm bản tính tự nhiên của con người một cách cẩn thận, đó là thiện ý, phẩm chất tốt đẹp và giúp ích. Và nó dường như, đối với chúng tôi là ngày nay, tâm linh hòa hiệp đang lớn mạnh, rằng sự khao khát của chúng ta để sống bình lặng cùng nhau đang tăng trưởng, mạnh hơn và mạnh hơn, nó càng ngày càng lan rộng ra. Tháng 4, ngày 20. Nó có thể làm chúng ta ngạc nhiên, có lẽ, nhưng tôi không hoàn toàn đối lập đến cảnh tượng của bạo động và tội ác.
Tất cả nó tùy thuộc vào những bài học mà chúng ta đã thảo ra nó. Tháng 4, ngày 21. Một trái tim tốt đều quan trọng và ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày. Nếu một gia đình nhỏ, ngay cả không có trẻ con, những thành viên có một trái tim đồng ấm đến người khác, một không khí hòa bình sẽ được tạo nên. Tuy thế, nếu một người cảm thấy giận dữ, ngay lập tức không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Mặc dù thức ăn ngon, một bộ truyền hình xinh xắn, chúng ta sẽ đánh mất sự bình an và tĩnh lặng. Vì thế, mọi việc tùy thuộc hơn vào tâm thức hơn là sự vật. Sự vật là quan trọng, chúng ta phải có nó và chúng ta phải sử dụng nó một cách thỏa đáng. Nhưng trong thế kỷ này, chúng ta phải phối hợp một bộ não tốt với một trái tim tốt. Tháng 4, ngày 22. Tất cả những vấn đề mà mỗi cá nhân gặp mỗi ngày trong đời sống, đối khác, thất nghiệp, tội phạm, không an toàn, tâm lý bất chấp, dịch bệnh, nghiện ngập, bệnh thần kinh, thất vọng, khủng bố, tất cả được gắn bó với sự khởi động khoảng cách giữa những con người. Điều này không cần thiết để nói, cũng có thể tìm thấy bên trong những nước giàu có. Những kinh nghiệm từ xưa của chúng ta xác chứng điều ấy ngay lập tức. Tại mỗi thời điểm, mọi thứ đều liên kết với nhau, mọi thứ không riêng rẽ. Kết quả là khoảng trống phải được thu hẹp. Tháng 4, ngày 23. Những khác nhau trong sinh lý học, màu da, khóe mắt, v.v. và văn hóa hiển hiện sự phân biệt con người, dường như nó đối với chúng tôi chỉ hợp nhất tất cả họ mà thôi. Lý thuyết về sự khác biệt văn hóa mà lịch sử thế giới đã thấy là vô lý và nguy hiểm. Chúng chẳng đưa đến đâu mà chỉ là ngõ cụt của máu đổ. Đặc biệt ngày hôm nay, khi những hình ảnh trên toàn thế giới đang tiến đến con đường của chúng ta, sự hợp nhất sâu sắc dường như rõ nét đối với chúng tôi. Mỗi tổ chức mới nên lấy điều này như khởi điểm của nó, như nền tảng của nó. Tháng 4, ngày 24. Nếu quảng cáo là một nhân tố tốt, nó đáng giá bỏ công. Đức Phật quảng cáo giác ngộ hay niết bàn, nếu nó hợp lý và ích lợi, nó tốt đẹp. Nhưng nếu nó chỉ cho quyền lợi, lừa dối và bóc lột lợi dụng, hay là làm cho lạc lối, thế thì đó sai lầm. Tháng 4, ngày 25. Phát triển sự rèn luyện tâm thức nội tại là một tiến trình đòi hỏi thời gian. Có những sự phán đoán kết quả lập tức là một dấu hiệu của thiếu kiên nhẫn. Châm biếm mà nói rằng, những gì con người hiện đại muốn là tốt nhất, nhanh nhất, dễ nhất và nếu có thể, cách rẻ nhất. Tháng 4, ngày 26. Người ta chiến đấu với những người khác đến cùng với giận dữ, thù hận và cảm xúc mạnh mẽ. Ngay cả nếu họ chiến thắng, đối với những kẻ thù của họ trên chiến trường, họ không là những anh hùng chân chính một cách thật sự. Người ta đang giết những xác chết, bởi vì loài người hiện hữu vô thường, một thời gian ngắn sẽ chết. Dù có hay không có, những kẻ thù này chết trên chiến trận là một câu hỏi khác, nhưng họ sẽ chết tại một thời điểm nào đấy. Vì thế trong thực tế, họ đang giết những kẻ đã đi đến cái chết rồi. Người anh hùng chân chính là những ai đạt được chiến thắng với hận thù và giận dữ. Tháng 4, ngày 27. Luân hồi, tình trạng của chúng ta tồn tại trong sự tuần hoàn mãi mãi của những khuynh hướng thói quen. Niết bàn, sự tự do chân thật với sự tồn tại ấy, không là gì nhưng biểu hiện khác nhau về căn bản tiếp diễn. Vì thế, ý thức tiếp diễn này luôn luôn hiện diện. Đây là ý nghĩa của Stantra hay sự tiếp diễn liên tục. Tháng 4, ngày 28. Nếu một bệnh nhân là một người tín đồ, bệnh tật, cuối cùng có thể là một hòn đá đỡ chân để người ấy lớn lên bằng sự theo đuổi tín ngưỡng của mình. Nếu một người không tôn giáo, thế thì bạn bè cần biểu lộ một thái độ từ bi yêu thương nhiều như có thể và chia sẻ khó khăn của người ấy. Tháng 4, ngày 29. Tiến trình của sự chết bắt đầu bằng sự tan rã những yếu tố trong thân thể. Đó có 8 tầng bậc, bắt đầu với sự tan rã của yếu đất, địa đại
rồi thì các yếu tố nước, lửa và gió. Điều này được tiếp tục theo bởi sự trải qua 4 tầng bậc. Chúng là trực quan trong những dạng thức của màu sắc. Sự xuất hiện của một thị kiến trắng, sự tăng trưởng của yếu tố màu đỏ, màu đen gần đạt đến và ánh sáng trong suốt của sự chết. Trong thiền quán, một hành giả cuối cùng có thể kinh nghiệm những tiến trình tan trả này. Tháng 4, ngày 30. Ngày nay, thế giới đang trở nên ngày càng tăng dần về vật chất và loài người đang tiếp cận đối với cực điểm của tiến trình ngoại tại, bị hướng dẫn bởi một lòng tham vô độ vì quyền lực và sở hữu bao la. Tùy thế, bằng sự cố gắng vô ích này cho sự toàn thiện trong một thế giới nơi mà mọi thứ liên hệ với nhau, họ lang thang ngày này xa hơn với an bình nội tại và hạnh phúc tâm linh. Điều này tất cả chúng ta có thể hướng đến chứng kiến được, sống khi chúng ta gây tai họa bởi sự không ngớt băn khoăn, lo lắng trong sự bắt đầu của một kỷ nguyên sợ hãi về những vũ khí khổng lồ. Nó ngày càng trở nên cấp bách hơn rằng đời sống tâm linh được thừa nhận như một căn bản vững vàng duy nhất trên điều sản sinh hạnh phúc, an lạc và hòa bình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kênh. Hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.